Cô chào các em. Tiếp nối chủ đề những trải nghiệm trong đời, tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về văn bản Giọt sương đêm của nhà văn Trần Đức Tiến. Chúng ta bắt đầu bài học các em nhé. Các em học sinh thân mến, đã bao giờ có một sự việc bất ngờ xảy ra khiến em thay đổi quyết định của mình không? Nếu có, em hãy chia sẻ trải nghiệm đó với các bạn nhé. Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là cả một khoảng trời kỷ niệm với biết bao yêu thương. Khi trưởng thành, chúng ta rời đi, khám phá những chân trời mới để rồi có thể một trải nghiệm bất ngờ khiến ta giật mình nhớ lại đã bao lâu ta chưa trở về nơi chốn yêu thương đó. Trước hết, cô trò ta sẽ trải nghiệm cùng văn bản đọc như thế nào cho đúng, cho hay. Các em cần đọc rõ ràng, diễn cảm với tốc độ vừa phải thôi. Chú ý ngắt nghỉ đúng chỗ và phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật nha các em. Vì thời gian có hạn, cô chỉ đọc mẫu một đoạn ngắn thôi. Về nhà các em tự trải nghiệm văn bản nhé. Ông khách lượn một vòng trên không rồi khép cánh, thận trọng đáp xuống ngọn măng trúc ngoài cùng xóm bờ dậu. Ngọn măng khẽ rung rinh, trời chạng vạng tối, nhưng từ bên trong miệng chiếc bình gớm vỡ lăn lóc dưới chân dậu vẫn thấy nhấp nháy cặp mắt nhỏ sắc của ai đó. Ông khách lại gần chiếc bình, nhã nhặn lên tiếng: "Xin chào, bác làm ơn chỉ giùm tôi một chỗ trọ trong xóm." Thằng lằn: "Còn ai vào đây nữa?" Người trong bình chính là thằng lằn, liếc cái bụng căng tròn có nhiều ngấn của khách, tặc lưỡi: "Quý vị đến sớm này mà hỏi khách sạn với nhà nghỉ thì thua rồi. Tôi chỉ cần một chỗ trọ soàn xỉn." "Soàn xỉn cũng chịu, nhưng nếu không chê, xin mời quý vị vô nhà tôi." "Nhà bác? Chiếc bình này ạ?" Khách giật mình: "Ôi, tôi sợ các thứ bình, lọ thùng, hộp ấy lắm." Tiếp sau đây, cô trò mình cùng tìm hiểu về tác giả tác phẩm nha. Thế các em biết gì về nhà văn Trần Đức Tiến? Các em biết không? Trần Đức Tiến sinh năm 1953. Ông quê ở tỉnh Hà Nam. Thời đi học, ông là học sinh giỏi văn toàn miền Bắc đấy. Nhà văn đã được bạn đọc thiếu nhi yêu quý qua các tác phẩm như Vương Quốc Vắng Nụ Cười nè, Dế Mùa Thu nè, Thằng Cúp, Xóm Bờ Dậu, vân vân. Tình yêu thương và sự trong trẻo hồn nhiên của tuổi nhỏ chính là nguồn cảm hứng bất tận để ông gắn kết với văn học thiếu nhi đó các em. Cô giới thiệu với các em một số tác phẩm nhà văn viết cho thiếu nhi nữa. Văn bản mà cô trò mình trải nghiệm hôm nay trích từ tập Xóm Bờ Dậu. Văn bản thuộc thể loại truyện thần thoại đó các em. Và văn bản được viết với nhiều phương thức biểu đạt, có thể kể như là tự sự nè, miêu tả, biểu cảm, vân vân. Trong đó phương thức biểu đạt chính là tự sự. Hãy cùng nhau suy nghĩ và chia sẻ về những vấn đề được đặt ra trong văn bản này nhé. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu về ngôi kể và lời người kể chuyện trong câu chuyện đồng thoại Giọt Sương Đêm. Sau khi đã trải nghiệm cùng văn bản, các em có nhớ
Câu chuyện này kể về những nhân vật nào không? Và chuyện được kể theo ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba vậy? Dựa vào phần tri thức đọc hiểu ở bài miền cổ tích và văn bản bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Cô Hoài, em hãy cho cô biết xem đoạn văn sau đây được kể bằng lời của người kể chuyện hay lời của nhân vật? Àn như tắc kè khuya khoắt đang gọi cửa, đêm ở bờ dậu thanh vắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ốc sên đi làm về, nhẹ nhàng vén tà áo dài trườn qua chiếc lá rụng. Câu hỏi rất dễ phải không các em? Tham gia vào câu chuyện Rọt Xuống Đêm có các nhân vật tắc kè nè, thằng lăng, ốc sên, củ sáo cóc, bỏ dưa. Như các em thấy đó, câu chuyện Rọt Xuống Đêm, người kể chuyện ẩn mình đi. Như vậy, tức là câu chuyện này được kể theo ngôi thứ ba. Câu hỏi B. Đoạn văn được trích dẫn thì kể bằng lời của người kể chuyện, thể hiện qua việc gọi nhân vật là ông khách, cụ giáo cốc, gọi tên nhân vật là thằng lằn, bọ dừa, khác với việc người kể xưng tôi trong văn bản bài học đường đời đầu tiên mà các em đã học đó. Tiếp đến thì các em sẽ tìm hiểu về cốt truyện bằng cách thực hiện câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa trang 93. Các em sẽ điền các chữ cái theo trình tự sự việc vào sơ đồ khuyết này. Theo các em, trong các sự việc đó thì sự việc nào quan trọng nhất? Vì sao em lại cho rằng như vậy? Các em thân mến, các sự việc được sắp xếp như thế này. Trong đó, quan trọng nhất là sự việc D. Bọ dừa ngủ dưới vòm lá trúc, nửa đêm sương rơi trúng cổ làm bọ dừa tỉnh ngủ. Vì sao? Vì sự việc này dẫn đến một quyết định quan trọng trong cuộc sống của bọ dừa, đó là quay trở về quê hương sau bao năm xa cách và góp phần thể hiện ý nghĩa của văn bản mà nhà văn muốn gửi gắm đến người đọc đó các em. Tiếp đến, các em sẽ củng cố kiến thức về nghệ thuật của truyện đồng thoại, theo dõi đoạn văn này và cho biết tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả các loại bọ cánh cứng nha các em. Anh sống trên cây, anh đào hang dưới đất, anh lặn xuống nước sâu, anh béo tốt nhẵn nhụi, anh gầy còm mảnh mai, anh trọc đầu phong râu, anh ria dài như hai sợi anten bắt vẻo, anh hiền lành nhút nhát, anh ngổ ngáo mọc sừng. Các em thân mến, điều này thể hiện đặc điểm nổi bật gì của truyện đồng thoại vậy các em? À, đoạn văn trên sử dụng các biện pháp nghệ thuật như là điệp ngữ, so sánh, đặc biệt là nhân hóa. Như các em đã biết, nhân hóa là đặc điểm nổi bật của truyện đồng thoại mà tất cả các tác giả khi viết cái thể loại truyện này đều sử dụng để mô tả cuộc sống loài vật hết, qua đó nhằm thể hiện cuộc sống của con người đó. Tiếp đến, cô và các em sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của văn bản nhé. Các em mà tại sao mà bọ dừa quyết định về quê sau một đêm mất ngủ ở xóm bờ dậu vậy? Và trải nghiệm mà bọ dừa có được trong đêm ấy là gì? Qua đó, nhà văn muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì vậy các em? Lý do khiến bọ dừa về quê sau một đêm mất ngủ là những âm thanh, hình ảnh giọt sương đêm của sớm bờ dậu đã gợi cho bọ dừa nhớ về quê hương và nhớ ra rằng đã bao lâu nay do mãi làm ăn, mình chưa về thăm quê cũ. Trải nghiệm bọ dừa có được trong đêm đó là ông đã ngủ ngoài trời và có thể ngắm nhìn trời mây, lắng nghe âm thanh của lá cây, côn trùng, tiếng gió, cảm nhận cái mát lạnh của giọt sương rơi xuống cổ mình.
Qua đó, nhà văn muốn gửi đến người đọc thông điệp, đôi khi vì cuộc sống bận rộn khiến chúng ta quên đi những điều thân thuộc, gần gũi. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có, quê hương, gia đình, người thân, bạn bè. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một nhà văn. Nếu là em sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào? Cô trò mình cùng bước sang phần tổng kết nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau khái quát lại nghệ thuật và nội dung của văn bản này. Viết cho thiếu nhi, nhà văn Trần Đức Tiến sử dụng ngôn ngữ trong sáng, giản dị, cùng với bộ óc quan sát tinh tế, trí tưởng tượng phong phú. Thiên nhiên tươi đẹp được miêu tả một cách sống động trong tác phẩm. Lời văn gần gũi, thân thuộc, mang trong mình hình bóng của làng quê yêu dấu mà ở đó. Những loài vật có suy nghĩ, tình cảm, hành động sống động, ngộ nghĩnh, sâu sắc. Qua đó, nhà văn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu quê hương xứ sở. Những bông hoa dại, những giọt sương đêm, những tia nắng đầu ngày, mộc mạc và bình dị nhưng đều gợi thương gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ, về quê nhà. Đó là một phần tài sản tinh thần vô giá của mỗi người, mà nếu không muốn đánh mất, hãy giữ lấy chúng như nhân vật bọ dừa đã chọn cách trở về, về với khung cảnh xưa cũ, với nơi chôn nhau cắt rốn vậy. Để củng cố kiến thức, các em thực hiện một số bài tập nhỏ sau đây nhé. Và các em cố gắng tìm đọc một vài mẫu chuyện đồng thoại, chia sẻ với các bạn của mình về những câu chuyện thú vị mình tìm được nha. Các em chép bài vào vở bài học nhé. Để nắm vững bài học, các em nhớ ôn lại các yếu tố của truyện đồng thoại, ý nghĩa của văn bản. Các em tìm đọc một số truyện đồng thoại và chia sẻ với các bạn của mình về những câu chuyện mình sưu tầm được. Và để tiết sau có thể học tốt hơn, các em nghiên cứu trước bài, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuân nhé. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt.